ตรงบ้องอ่ะphố đi bộ ở Ninh Bình á? Vâng. Ninh Bình có phố đi bộ chỗ nào mình chưa biết nhỉ? Chỗ Văn Lương đây. Có lâu rồi. Thế nào cái con bồ đủ đi chơi. Nói chung thì tối mới đẹp thôi, ban ngày chả thấy đẹp gì. Chắc là phải không, nó con kia rủ mình đi rồi mình mà vào mệt lắm suốt ngày đi nào. Ừ, sức đông thì chơi bởi. Ở trên đấy giờ này nó nhiều đồ nắng. Nhà bác ba đứa, bác chẳng quân được đi. Ba đứa rồi. Ba đứa rồi.